lắm. Đúng không? Thì chứ riêng rửa đó. Thì mê coi đó. Tao nói mi hư. Dạ. Đứng ra bán mấy thịt. Tên thằng ra qua đây. Chủ mới qua bên mê. Để mê quạt nó cứ rồi. Rồi. Mê chứ được một sai về bên mê. Đó. Thì chứ... Mấy sai lúc này sai một phần đâu. Thằng đang hai mà đinh đâu rồi mà chưa làm việc như được rồi chưa dĩ mê này. Hai ô là sai rồi ừ. Thì mê đây nè mà mê đang lên đào liều hai ô đi của đoàn thì chắc được không đâm ngược ừ đó nè mê đi linh mi mà nói với tao để tao tao lên rồi đi vô đi ra đi lấy cái thùng để ông ấy để rồi ông mình ngạt rồi ăn mình cướp mà là rồi mình đi ừ, đúng. Tao uống ăn đi rồi ăn đó chứ là mê trốn là tao thằng miền về thằng tao hai thằng ừ. Mà để người làm chắc ừ. Hai hai ai đụng nó bị dính mà sao mà ừ. Chết tao cũng đụng mình mất một cô đi 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 kinh đồ mẹ thôi mày nói là sao mà mày hai ôm mà không nói được là mày đi kêu ba răng không được mà sao sao mà thôi bay rồi nhưng mà khi đưa đây là ông miền nói lắm rồi ông miền nói biết lại nhiều lắm rồi rồi hả khi đưa rồi thằng đàn bà này tao bán nó ăn thằng miền ăn rồi bạn mà có đưa hàng mình bảo con đi đi nhà ăn thức cậu mình rồi tao cần một thôi cho ăn đi mày ôm sai cái lắm mày mày đập con nước sai mà không phải đâu mày ôm sai lắm đập trên đường à mày này đang mày này chưa gì đúng không ung miền cũng sai ung dao sai thì đấm ra là mày để cháu là gọi như hành ra hoa anh được thì đang có đập con đường từ mà đập mới được đập mồ mày này đập mồ hạ sai được thôi thì có mê chứ nó còn bị không thể hành được em nói với là mê mà mất đi rồi thì có gì mà mê đi bay thì tôi ra mê chú ráo sai đi chú ráo sai đâu chú chủ ạ chú ráo sai miền sai thế này sai được đi cái này đó khoan ra đừng mô đừng mô mô mê là năm mô đi kêu lại cái ô hương đó là nó bị chúng ta chết cơ à đi đâu đó vậy thôi đó rồi rửa ra sư cha mới chúng nó cách chết đi khi ngay đến sạc bài lắm nó mới chết đi chưa có tin mai chưa việc nên lên một sai chưa việc gì mà nên lên một sai chưa việc gì mà nên lên một sai dạ chứ mà tao đã có đi chưa bà à đã mới nắm được đi đảng này tao phải là chứ có cháu là cũng chưa đoàn kết đây chia rẻ một người đó hai ông sai hai ông sai hai ông sai rồi à đây thôi chưa nói để cháu nó ăn uống là à, để ăn uống chấm luôn cái tiếng nhậu nói bữa ăn ăn được cái tiếng nhậu quá nhở cái nhậu đuối chấm đuối và ăn uống với nó ăn một đây con nó ăn uống gì hết mi ăn chứ con phải ngồi bên này tục bên hơi này chứ mê này lắm không biết được đi chơi con này uống có thời gian ra làm gì không tôi ngồi bên à muốn ngồi bên à lắm nữa là một đất chỗ ông ngày ông là 17 tháng giêng thì email là nó ô nào đó con nào đi chơi làm được á rồi tiếp nên đặt đây là mê là tự quyết con cháu nó phục vụ tao được á tức là tao tự quyết để tao quyết rồi tao quyết để tao tu còn đúng con cháu phải lo thế đang rồi mê đã chứ gì mê đã nội dung là mê là lo tao quyết để mày là cháu lo phải không ạ để cho tao chôn cái để là thì mê đã đi lâu là mê ấu chỉnh lắm thì là mấy năm rồi đúng đáng đi sớm mấy năm đáng đi sớm mấy năm cho nên là chưa biết được là này là phải không nằm ngoài là vô giáo nói là mê này lắm nằm ngoài là mê này lắm anh mời giáo chứ mình ở đang mà mua đất cho uống cho đúng rồi nghe khi sớm mẹ mình đi sớm chứ nghe anh được là để đợi việc của các bố mà lo cho uống bao lớp phụ đây
Thì cháu tôi không bơi. Bơi hai lâu hạt nó đánh mẹ là hai lâu. Thì nắm đi đâu. Nắm ở đây là nắm đi đâu. Phải đâu. Mẹ ở người, người mà lo. Người mà lo. Ngã mà hoàng kêu ai kêu mày cơm ốm đấy. Thì bấm quá cái gì. Mẹ thấy lo. Anh mình lại định lại bấm quá thì biết chứ cháu không biết. Bấm chứ. Nụ ngạn khó nụ chứ chứ không. Còn bớt cái bên hành á. Vậy mà chứ này đó. Có đem có mồ lạc đấy. Đứa con á. Con nấu. Ăn muốn ăn đây ăn. Muốn ăn bên thằng Giao ăn. Đó. Ý mì là bên đây. Ý con bên đây. Ờ đây bên đây. Xa mấy cửa này ra. Ý gì sao? Không khác được. Xa ra nó rộng. Để mình ra cái rạp ngồi. Giá mì thì phải ra cái rạp. Ý mê lắm. Vào mê cái bạch mê mà đang được. Đó mê này. Ý sao mình có được à? Đấy mình mê chứ tao uống rượt thì con cháu lên sáng. Sáng rồi ra. Buồn mua hạt bà mươi. Ba mươi rồi mê chỉ mấy năm đấy chứ là mê đi không? Năm đấy năm đâu mới ra. Năm đâu mới cục là năm cha đấy à? Hốn mê này là với chú Lanh rồi đi qua với chú Lanh. Mê chỉ tôi nghĩ không? Chứ là mê chỉ ra mấy năm đây. Để có mấy đây, mấy... các cơn cổi hết. Được gặp bà. Giống cái có mấy nồi mới cưới. Bà con nó tạo người bảo cho cổ. Cổ hai đứa bên. Tám thể thật. Tám ngày được, tao lớp được rồi. Rồi. Đứa con sau á, từ chỗ đi là phải để lại cho thằng Dũng. Từ cái nhà thì thằng Dũng không? Nhưng mà mẹ này nó đi được. Cả cái da, cả cái nước. Không, ý con này, con này. Bán một tay con biệt vậy không? Mà có cái con đường thân giáp đàn đâu rồi. Tức là cái nhà này ra ra để cho thằng Du. Thì bây giờ nó mê chạy rồi. Không thể răng đi mô. Thì chỉ con làm mê đi. Em mới được được. Con này đi. Dạ mà không. Tức là làm đường nào thì ra đi ra đi. Còn cái nhà thơ đi. Để đi ra. Nhà thơ cho tao với ô. Khung quả đường mỗi tên bạc. Đúng đúng răng hành biệt vậy. Lắp về. Thì chứ mê nào cho rõ mê. Không cần biết chứ mê nào cho rõ.